Rồi Pháp xin chào anh em ơi, Pháp cập nhật xe ngày mới nha anh em. Cái này khu chờ bình xăng mới về nha anh em. Tiếp theo là cái neo tem lửa nha anh em. Cái neo là biển số mắc cừ quá, biển số 00001 3 số 0 số 1. Tức là nó đăng ký chiếc đầu tiên hay gì đó mấy anh ơi. 52S3 ha. Cái này tem lửa luôn. Tem lửa này cũng mới về luôn nha anh em. Cặp này mới về. Rồi tiếp tục ha. Mà ít kinh này hôm qua có livestream rồi. Cũng mới về nè. Xe nào mới về phải báo nha anh em. Còn không thì nó y như hôm qua vậy thôi. Phép ghép cái clip hôm qua vô. Xem super gym. Super gym hôm qua có like trên like rồi. Viên cặp 110 nè. Cặp 110 cái đẻ cái đùm anh em ha. Đẻ nó đúng đẻ nha. Xe nó có 28 triệu cả hồ sơ á. Biển Kiên Giang chính chủ, anh em là không giúp thì trừ tiền hồ sơ ra 1 triệu, còn 27 ha. Cái này thì 37. Xe này cái máy dữ dằn. Cục máy đẹp. Có bắn lốc, áo sống rồi chỉnh chu ba cái giặt vững rồi chút chút đỉnh vậy đó. Rồi. Anh Pha Cộng này cũng mới về nữa ha. Anh Pha Cộng cá lâu kiến. Rồi. Rồi vậy thôi. Anh chị em mua xe nào thì liên hệ với anh Trường hoặc Sang nha anh chị em ơi. Số của anh Trường là 0961374375. Số của anh Sang là 0325555330. Hai số thì có Zalo hết. Cần thiết thông tin chi tiết vậy đó anh chị em cứ inbox cho nó hoặc gọi điện thoại cho nó để hai em nó tư vấn cho anh chị em. Còn hình thức giao dịch thì anh em ở xa có thể chuyển khoản sắp gửi xe ha, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng xem xe. Đấy. Chuyển khoản thì anh chị em có thể chuyển bằng chứng minh nhân dân tại các điểm bưu điện hay Viettel hay là điện máy xanh gì cũng được, hoặc là ra ngân hàng chuyển trực tiếp cho phép cũng được. Đó, ai có niềm tin ở phép thì cứ chuyển đủ, phép cảm ơn. Còn không thì cứ chuyển một phần nào đó rồi phép sẽ cho thu hộ. Đối với những anh em mới này kia, với những người mà có tính đa nghi thì hay dằn lắm. Còn với anh em cũ đã từng mua phép nhiều xe rồi thì anh em hiểu rồi ha. Cứ chuyển hết cả rồi, tiền anh em đó còn đó rồi. Xe nhận không đồng ý, không vừa ý thì chắc xe không đúng như tả thì có quyền gửi xe. Chở gửi xe là phí chịu lỗ 0%. 0%. Trừ trường hợp anh chị em xài chán hay muốn đổi quay đầu rồi đó thì mới 10% hoặc 15%. Tùy theo chất xe, tùy theo thời điểm hiện đại, tùy theo dòng loại xe ha anh chị em. Rồi, chắc vậy thôi. Ghép clip qua vô là đủ bộ rồi. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại này. Đây, giờ số tài khoản của phép này anh chị em ơi. Rồi xem nhớ ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới để cập nhật xe về liên tục theo ngày giờ nhé. Rồi xin cảm ơn. Hello nha cả nhà. Ngày mới phép chúc cho anh chị em có một ngày mới nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Nay tiếp tục em cũng xin phép cập nhật lẹ xe tại cửa hàng nha anh chị em. Ai cần xe nào đó thì cứ tham khảo ha. Tham khảo rồi ủng hộ thôi. Giá cả này kia đâu thì có ghi hết trên điện nè. Dãy này thì nó không thay đổi gì. Dãy dưới này cũng vậy luôn ha. Y như cũ thôi. Giá cả rồi cũng có ghi hết trên đi nha. Toàn là xe đẹp thôi nha anh em ơi. Mấy cái dòng mẫu xe mới là phép chỉ mua xe đẹp thôi. Xe đẹp và xe lướt thôi. Còn những cái xe mà té ngã hay là chạy trụ hay là tai nạn va chạm thì phép không mua gì nè. Toàn là xe đẹp xe lướt thôi.
bởi vì mọi người đi mua xe cũ khi giá chênh lệch đôi 300 ngàn, thì đôi 300 triệu rồi thì chấp nhận được ha. Mình cũng không nên tiết kiệm làm gì để cho cái sản phẩm mình nó có chất lượng chút. Chứ nhiều khi anh em mua ở cửa hàng lớn ấy, những cái chỗ thành thị này kia đồ, nhiều khi cũng rất là nguy hiểm. Người ta có lính tráng, có một cái lực lượng gọi là tuốt sơn dọn xe thay thế phụ tùng ha. Cái Demon này 44 triệu nha cả nhà, bữa nay giảm triệu 43. Đó. Xe mà ví dụ là ngã cái sạc ngang cái lạp lâu, người ta có thợ người ta làm cho anh em liền. Nhiều khi ngồi đợi tí xíu là người ta làm xong người ta giao luôn. Còn chỗ em thua nha anh chị em. Ở đây không có một thợ sơn nào. Giờ cũng đâu có thợ sửa cũng không có luôn. Tiệm phụ tùng phụ kiện cũng không có luôn. Bởi vì nhiều khi anh chị em lợi ở đây mua xe mà đòi gương hậu ghim theo xe, làm khi những chiếc xe mình mua nó không có đó, anh chị em đòi nó cũng thua luôn. Tại vì mua ở đây đâu có ai bán đâu. Trong hãng thì nó bán đầy đó, nhưng mà mình ở đây xa hãng lắm. Ở đây đi tầm 30 cây mới tới hãng được. Giá quy hết cho đi nha cả nhà. Cái Alpha này 19 triệu nha anh em, màu xanh nhớt. Bao sơ luôn đó, giá đó là bao sơ luôn. Còn lại thì giá điên thôi. Những cái dãy xe cũ như mọi khi Pháp không nói là không nói nhiều nha nè. Pháp sẽ cập nhật cái xe mới về, nói thêm tí xíu về những cái xe mới về đó. Ba cái xe sấp bên cho 10 này đã để lâu còn bán lỗ. Này Kawasaki Z300 nha anh em. Đấy. Moto ở đây có là Moto TRX ha. Z300 R15. À, là những cái FZ thôi. Ở đây phải bán những dòng Moto hầu như là Moto cỡ nhỏ thôi. Tại vì mình ở đây chung là phụ thuộc cái quê ấy nè. Cái địa hình, cái cơ sở hạ tầng rồi nó ghê đồ, nó không cho phép chạy dòng xe lớn được. Đường xá chật hẹp lắm, chật hẹp mà lại không được im nữa. Hai cái đó AB Thái em ha. Giá cả thì như mọi khi thôi, thì nào em có giảm hay là có cập nhật mới em báo. Rồi chắc ở đây vậy là xong thôi. Lại lần kia quay đằng tí đằng kia nó là được rồi ha. Đằng kia cũng có mấy 110 mới về đó, anh em đợi đi. Để trong cái clip này là phép stop đem rắn quay luôn à. Rồi, ở đây quay 110 mới về anh em ha. Mới về chuẩn bị rửa dọn. Ở đây quy trình rửa dọn nha anh em. Rửa từ ly từ tí anh em biết đó. Từ lượt máy, từ cục máy. Cái này thắng đẻ anh em ha. Cái này 110 đúng rồi, thắng đẻ. MTE luôn. Giá có 27 triệu. Chi tiết cho anh em gọi dàn trường sang đi. Con này Super rim xe rất là mới nha. Đẹp. Con này tem lửa dọn của em đây. Này quay pha cộng ha. Quay pha cộng còn rất là mới nha anh em. Đẹp lắm. Tem lửa đây.
đó là mấy cái xe mới về thôi. Hai chiếc 110 ha, chiếc Jupiter MX Supreme Alpha cộng. Rồi còn cái này là như cũ anh em ơi. Dãy này như mọi khi. Mấy xì bo cà phê bữa nay còn rất nhiều nha, 4 chiếc, 3 chiếc với 1 chiếc đang về đã 4 chiếc Aki Singer, còn đầy đủ hết. Đó là những cái thể loại hay thì giá rẻ để mình chỉ đi quanh quẩn cà phê thôi ha. Mấy cái thể loại cúp cấp đủ loại cấp luôn. Còn cái dãy xe trên này thì bán rồi, anh em chủ động liên hệ nhãn xe giùm để cho nó chống nhà nha anh em. Rồi phép xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video, cảm ơn anh chị em đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành ủng hộ phép xe máy anh chị em. Rồi xin cảm ơn.